Ôi, bìn xả chưa các bác ơi. Hàng rồi, hàng rồi. Ôi. Bình ơi, bình ơi. Ôi, còn khỏe lắm em ơi. Các bác thấy con này kinh khủng không? Ôi, con này này mà hấp thì rồi. Hello, xin chào lắm cho em quay trở lại với channel của em nhé. Hôm nay ba anh em thăm vị trí này trông rất là đẹp các bạn ạ. Em mình cũng cảnh ok không? Đây thì bây giờ là em ấy, anh em mày ngồi chỗ này, còn chỗ này thì ở đằng kia. Đây, thì mày đi chỗ đây câu em ạ. Đấy, đưa đưa, anh cái cần anh gỡ đấy. Hôm nay ông nhanh tay quá ông, mồi miếc xong rồi này quá này. Đấy, có hai thằng ngồi chỗ này nó vừa tầm, chỗ kia này nó chặt quá. Để cho thằng em lên chỗ kia bác nhá. Này mà đánh em đánh chặt tay thôi, này đánh cần máy. Này đánh không cũng nhanh được, thằng em phất ở góc này bác nhá. Ôi, bình xả chưa các bác ơi. Hàng rồi, hàng rồi. Ôi. Nó đi. Cứ gò dần nó vào đây thì mới lên được. Úi giời ơi. Úi giời ơi bác ơi. Ôi giời ơi. Xả pin mềm mềm ạ. Phê quá các bác ơi. Ấy, nghe tiếng thịt máy à. Cứ vào đi, cứ vào đi, vào đi, vào đi. Ôi, con này này mà hấp thì rồi. Ôi. Phê quá. Này nó dã man gì kìa. Gò dần vào đây. Các bác thấy em có duyên với cái vật rừng con không? Đi cầm vật con này dính đen mấy lần liền rồi. Cái vật to là không bao giờ được cá to này. Ủa, tay cầm run này. Gò dần vào đây. Hôm nay vừa được con này lên là kỷ lục này. Phê quá. Em mà thằng vớt hộ còn thấy phê này. Vớt hộ còn thế phê các bác ơi. Nãy hôm nay mình đóng cần tay nuôi con này chắc là gãy cần mất. Mới đang sắp đổ để đằng kia. Úi dồi ôi em ơi. Cứ gò dần cái đầu vào đi nhá. Vợt quả này nó hơi khoai đấy. Cho nó vào đây em xả pin nó mềm mềm nhưng nó quẫy ở đấy dễ bùng. Vợt béo quá xì đà thế nhỉ. Bao nhiêu ngày tháng cầm vợt to thì không được con nào. Này mới đã. Ôi. Ôi. Con này nó phải đầu bảy đấy. Đầu bảy. Úi dồi. Trần đời à, em cũng chưa bao giờ câu con đen nào nó to như con này các bác ạ. Con này phải đầu bảy. Trông đầu bảy đây em ạ. Không được chụp đâu. Anh em nhìn chưa? Đang gò rất là đau tay luôn mà chưa lên được.
Người ta để em cầm vợt nhé, để em cầm vợt em gò nó vào. Mà con này khoai lắm các bác ạ. Khoai lắm, khoai lắm. Tổ thế này cơ mà. Cái này khả năng phải vận mượn đối với vật to mà cái con này phải nghĩ nó không thể lên được. Này gương mặt của anh hiện là hai chữ này. Tim bây giờ em nghĩ là nhịp tim là 200 rồi. Phê quá. Vừa mừng vừa no này. Con này đệ mất lắm. Bây giờ đang nhờ ông cần thủ chạy đến cái vật to nữa mà cái vật này của em chắc chắn nó không thể vật được rồi. Lần sau rồi. Mang vật to đi. Nhưng mà được cái là đúng là nó cái vật này mang đi nó có duyên thật. Lần nào mang đi cũng đóng vài con đen mà không vật được. Lần trước em vừa một con tí mất. Này vác đi, ông này ông đóng một con đen phê quá. Cuối cùng có vật to kia này đóng vào cái lên ngay, vật dài. Cắn 3 mét đưa ra cái lên này. Ở anh em ơi, mượn được quả vật huyền thoại này. Vật to luôn. Hôm nay tay cầm hơi rung em thông cảm nhá. Vào đây em ơi. Vào đây. Xem cái đầu vật đâu rồi. Một tay cầm máy, một tay cầm vật này. Ui, còn khỏe lắm em ơi. Các bác thấy con này kinh khủng không? Vì là cá phải lên nhanh không là nhịp tim 200 mà máu đang dồn lên não. Đã thế. Hôm nay mà em được vần con này chắc là đời phải nhớ mãi em quên này. Lên. Cũng à, khủng quá bác. Này nó cũng hơi vất vả đấy. Bởi vì lưỡi cần thủ này hơi nhỏ. Nhưng mà dòng vào rất là cẩn thận. Mất cái này, tỏi. Con này không dám chắc là có lên được không ấy. Này cái dòng cái đầu vào cơ. Mỏi tay lắm rồi. Cá này nó khỏe lắm. Ôi, muốn mẹ, ôi, đi thẳng. Khó đấy, con này nó khôn lắm. Cái vợt mình nó ngắn quá. Để chính là cái cảm giác mà đi câu kiểu như là đồ nghề không có này nó mới gọi là cảm giác các bác này. Chứ đồ nghề các bác mà đầy đủ ra bác vợt và cái nên thì thế này không hay á. Còn em cứ phải vợt sida thế này, tim bây giờ đang tay chân đun này quẩy này anh em này. Nó cứ phải thế này. Chứ vừa lại em có bác cứ vợt to bác ra vợt cái xong này nơi rồi không hay. Người cầm vợt còn thế dùng tay nói gì người câu. Ôi này. Phê quá các bác ơi này. Em cầm vợt nhưng mà không vợt được, cứ để cho dòng lúc nữa nó mệt thì mới lên được quá nhá. Cần còng tít tù lù mù rồi. Dã man. Giờ phải nhờ thằng nữa xuống vợt bác ạ. Chứ con này em mà đứng giờ nó không vào khôn lắm. Chấm thiên nhiên nó khôn lắm. Đấy em dí đầu vợt xuống để thằng này nó dòng vào. Em dí đầu vợt xuống chắn đầu đấy. Trời ơi. Phê quá các bác ơi. Này. Đừng. Cứ bình tĩnh. Đừng. Nếu mà đầu nó vào ấy thì em chỉ cần dí được cái đầu vào thôi. Cái đấy không nhấc lên. Cứ đầu vào đừng nhấc lên mất đấy. Cứ dí được cái đầu nó vào thôi. Không sao em ạ. Dã man luôn ấy. Gãy vật à? Gãy vật, theo khéo em ơi. Gãy vật. Ướt cũng không ôm ở đâu, ôm xuống đánh ngay. Đâu, chạy đấu đưa này vào. Ừ. Chạy xa. Nó chạy xa quá. Quạt này cái máy nó dít xuống quá. Chụp đúng rồi, bỏ cái cán ra. Bỏ cái cán ra. Cái cán này nó yếu rồi.
Nên phải đồ nhảy xí đá này, nó mới cảm giác này, ba thằng nhảy con cá là phê không làm sao được. Ôi ba nhìn cần này. Đã thế. Vào 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 đi. Nhẹ nhẹ nhàng em nhé. Nhẹ nhàng. Đứng. Ui ui ui. Ui. Đám vần đau tay luôn đi quá ạ. Ui. Kỉnh nó dìn máy xuống nhỉ. Còn lại khỏe lắm. Pha này nó vào này, con này vớt nó lên luôn. Cần thủ của tao này may mắn nhất năm rồi. Ui rồi ôi. Được rồi. Ui. 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 Ui dã man nhỉ. Ui. Dã man được bác ơi. Ui. Chân tay run thế. Chân tay run này. Ôi bác ơi. Ồ con này khéo chục cân thật đấy. Vừa nhìn nó bé bé của bảy, con này khả năng chục cân anh em ạ. Ui, phải chục cân. Con này chục cân, hơn chục cân. Con này hơn chục cân anh em ơi. Hơn chục cân. Ui, các bác ơi này. Đời em cũng chưa đi câu những con nào như này. Các bác nhìn đi. Đây mới là cá thiên nhiên. Các bác nhìn đi. Bụng nó bé, nó gầy, nó không mỡ. Phê quá. Từ đã để cái tinh thần để đi lên đã. Chân tay vẫn còn run quá. Chân tay vẫn còn run. Cá to. Sướng chưa? Này để cho bác xem thằng này cần tủ của tao này, dùng cái loại lưỡi siêu to khổng lồ bác ơi. Để em gỡ cho bác xem quả lưỡi này. Đây là đánh cần máy quá nhé, cần tay chắc chắn là con này xong rồi. Đây anh em nhìn chưa, đây là mày gỡ, anh đang cầm máy tay anh còn run, thằng quay còn run. Nói cái thằng câu là thằng vật. Ui mẹ, vật nó to quá, ruột nó to quá. Đây các bác nhìn này. Để phải cho bác chính thực là đi câu dùng cái loại lưỡi siêu to khổng lồ. À, lưỡi này cũng là lưỡi ngạnh anh nhỉ, đóng sâu đấy. Dòng nó như thế rồi, nó bơm sâu nó nợ. Mà da nó dày, con này da nó dày, nó chai. Trần đời em cũng chưa bao giờ đi câu con cá nào cùng. Đây các bác ơi, cho bác xem. Lưỡi này kìa, chắc là lưỡi số 3. Đây các bác không biết lưỡi số mấy, các bác nhìn này bé một tí mà các bác nhìn con cá này. Đúng quả lưỡi huyền thoại. Đây các bác nhá. Như quả lưỡi để dí vào cái vảy, các bác nhìn này. Đây phải cái vảy này. Cho bằng nửa cái vảy thôi. Khiếp chưa. Cái này giờ chắc phải 5 người xuống để đo thì mới biết được cái độ khủng khiếp của nó anh em ạ. Đây các bác nhìn chưa. Một trong những cái gọi khủng khiếp nhất của làng đi câu. Lưỡi này, đây xó người các bác này. Lúc phải bằng nửa người này. Ui ôi. Này cần thủ chúng ta này sướng chưa. Chụp hai anh em kiểu ảnh dã man rồi bác ơi. To đúng bằng thằng người luôn. Ồ, lên. Khênh con này phải khênh, con này phải khênh. Sướng. Dám lên trên. Sướng. Úi trời ơi, lên to lắm. Dã man quá. Ui, các bác nhìn cá siêu to khổng lồ. Đen chưa. Con này cứ lên bờ ấy, trông nó đen xì luôn nhỉ. Nghều thì nó trắng. Các bác nhìn cái tay của em. Dạ tay phải so một cái đuôi. Để tay cũng là tay so một cái đuôi các bác. Dã man chưa. Một cá vật vã luôn. Trong đời mà câu những con cá này nó nhớ đời thật. Cái này nó có răng không vậy? Không, cá nó có răng. Nó răng như cá chim, răng như còn. Mà cá nó đói nhỉ. Gầy nhom. Cái này còn thua rồi. Nó to, nó cứng lắm, to như thế này cơ mà.
Đây mẹ, cái lưỡi chắc chỉ bằng một nửa. Không thể bằng một nửa được. Bằng cái vảy luôn. Lưỡi mèo bằng cái vảy này được. Lưỡi tí. Hay chế biến món ngon tuyệt vời. Đây người ta gọi là lưỡi câu đi vào huyền thoại đấy. Qua những sau màn một xác em nó đã trắng hơn xưa. Wow, ôi thịt này sẽ tí là thái gỏi này, hấp này, nấu chua này. Có mấy thằng thì ăn hết con này không? Vừa 9 cân mấy nhỉ? 9 cân, gọi 9 cân. Đã quá. Các đoạn đấy. Xong mà tí rồi quật. Đường đâu vậy? Không giữ luôn cả đâu, cá tư. Ồ, sướng nhỉ. Cá vẫn sướng các bạn ạ. Các chú cứ làm thịt anh đi, được sống cứ để anh. Wow, thấy nó nhìn kì hả? Thịt lắm, tóc ngon. Đẹp cho anh. Quên, chưa lại xem. Nè, tôi làm xong quá. Cái này gọi là lòng gà, gọi là cũ anh em ạ. Dày, dã man quá nhìn nhé. Kích khủng tợ. Tim nó cũng to luôn anh em này, sợ chứ. Trông ngon nhỉ. Nói là vĩ đại nhất là vẫn là thấy cái quả lòng này nó vĩ đại nhất. Này mà xào giòn lắm. Anh em nay không có đồ xào thôi, cho hấp các bác nhá. Hấp cả phủ luôn. Phê quá. Nhà anh em chúng tôi nay chẳng có gì ngoài cá các bác ạ. Đây thì đang lọc. Tuần cục thịt trông vĩ đại luôn. Cái miếng này thì anh em tôi tái hai lượt để tái gỏi cho anh nhá. Em được lên tivi rồi. Tối nay các chú về xem nhá. Nếu mà tối nay mà bia nó không ngất thì khả năng tối tao video ngay, còn nó mà ngất thì tối ngày kia. Sướng to lắm. Sướng to lắm. Nhổ ra chứ. Dùng cái thớ thì được khiếp nhỉ. Ăn được. Kể quá. Bắt rồi. Này miếng thịt cho nó săn. Nó dài hơn thịt gà. Dài hơn thịt gà. Nhìn qua nhìn trông sợ chưa. Cái da trông nó dày nhé. Cái da tí hầm đi. Hấp luôn. Hấp luôn, tí da cho hấp. Không thái được cái nó cứng như này. Này có nhíp nhổ đấy. Mày phía xe lên kia mua ít bạn ít tỏi gái. Đấy sao? À. Phải vuông ăn đấy á. Ừ. Đấy là thấm mà. Thì nó lọc bằng sau rồi. À đấy, thanh niên này trông có vẻ chuyên nghiệp này. Không giữ được đâu. Trông anh có vẻ chuyên nghiệp nhưng mà không ra gì. Chắc lắm. Ơi. Đâu chú đồng này. Rồi, và đây là thành quả của mấy anh em ngày hôm nay các bác nhá. Một em chấm này thì buổi trưa anh em cũng bận ấy, không làm nhiều món thì có một món hấp này, món chua và đặc biệt nhất là này có món gỏi các bác nhá. Mệt quá rồi không quay được cái đoạn mà anh em chúng tôi chế biến. Rồi, bây giờ đói em anh em, uống nha. Nào, mấy anh em uống phát gì. Chúc mừng cầm thủ ta hôm nay đây được em chấm nhá. Càng quá. Ôi, mời các bác uống chén rượu của em nhá. Đói quá tay em run này. À, rượu ngon. Rồi. À, lấy cho anh xin ít nước chua. Ăn gỏi cá phải chấm ít nước chua bác nhá. Rồi ok em. Sợi đi anh. Ăn đi anh. Mọi người ăn đi. Đấy bác nên làm một cá gỏi này. Trên đây có ai biết làm đâu. Ôi ôi ôi. Thịt trắng nhá. Cái này có làm tí phụ tạt nó vào thì có người anh thịt dài lắm. Ngon cực kỳ luôn. Bóng bóng rồi. Phải. Các đồ bóng bóng nha mẹ. Tí đâu đếp cá à. Ngầu lắm rồi cho anh cái gọi. Em. Đâu thằng em Thái. Thái chúng chuyên nghiệp ấy. Ngon này Thái bây giờ. Thái con này ra chữ ngon. Thịt nó dày nó như thịt gà luôn.
làm miếng ngon phải không? Wow. Chua chua. Có bát ớt đâu à? Ở đâu? Bên cạnh nha. Mỏng mỏng xì dầu ớt. Anh em tôi hôm nay chẳng có gì, có mỗi con cá chục cân thì các bác ạ. Trứng đâu rồi, thằng nào đã mình trứng rồi. Ngon không em? Nhìn mày ăn anh còn thèm. Nó còn gì thì mặn tình đấy. Nhìn mày ăn anh còn thèm thôi, anh ăn lại. Ăn lại quá nhá. Phê quá. Ăn một chai tương ớt này. Cái rau này. Đây là tí rau. Cá này ăn con gì vậy? Em cứ để phá nhỉ. Tương ớt. Đây pha tương ớt. Làm ngon lắm luôn. Giống kiểu là sushi của Nhật đấy. Vâng. Uống em. Uống em. Để bọn tôm bướm nằm ở đây mà đây. Ngon thật ạ. Thôi hôm Tết em và anh em làm ô anh vẫn còn thơm thèm. Đâu có ô mà. Cái anh nào làm đầu tiên mình ăn ở bên này. Cái này. Dương. Trên